Xin chào quý cô chú anh chị trên kênh là TK Văn Trai. Thì ngày hôm nay kênh trở lại nhà vườn anh Quỳnh Sứng để quay clip mới giao lưu đến quý cô chú anh chị mình lô cây kiểng mới nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình thời gian qua cũng đã tin tưởng nhà vườn ha, như ủng hộ kênh. Quý cô chú anh chị cứ tiếp tục đăng ký ủng hộ kênh để kênh có động lực phát triển hơn nha quý cô chú anh chị. Rồi chào anh Sứng ơi. Dạ, mến chào cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai ha. Thì hôm nay nhà vườn Quỳnh Sứng em tiếp tục lên lô sâm trái cốc, lô cốc hôm nay về lô cốc lớn lắm nghe cô chú anh chị, cốc thái siêu trái mà lô lớn ha. Dạ, em nhắc lại, em tên Quỳnh Sứng, em ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0907677273, đó là Zalo của em ha. Số điện thoại em có trên màn hình nghe cô chú anh chị. Dạ, thời gian qua cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua tin tưởng và ủng hộ em rất nhiều ha. Cây này là cây đầu tiên, là cây số 0 sâm trái nha cô chị. Sâm núi trái ha, em bao sâm trái nha. Cái lô này già cây dữ lắm nha anh chị. Hàng này già cây dữ lắm rồi. Dạ, cái này chiều cao 30, cây này đẹp ha. Quanh eo 17, 18 tính 17 luôn ha. Nó nồi đấy đặt nha anh chị. Hàng này gói cũ không nha. Lô này em gói cũ. Rồi mã số 0 350, bao sống bao ship, sâm núi trái. Rồi mã số 1. Đó, mã số 1 ha. Số 1 cây lùng lực ha, lắc lượng ha. Chiều cao là 20. Quần eo 17 luôn. Đó, ngồi đấy đặt nha anh chị. Nè, bóp cái tay của chú chị nhìn biết ha. Rồi mã số 1 300 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 2 sâm núi trái, cái lô này già cây dữ lắm nghe anh chị. Chú chị nhìn biết ha. Mã số 2. Đây ba, đây ba ra đây 40. Quần eo 16. Đó, cũ đấy đặt ha. Rồi mã số 2 300 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 3 sâm núi trái luôn, đây đổ xuống đây là 40 luôn, quần eo 17. Rồi mã số 3 300 luôn, bao sống bao ship. Lô cây này già lắm nghe anh chị, cứ nhìn biết ha, móc meo trời. Mã số 4 sâm núi trái luôn, bao sâm trái anh chị. Đây bay ra đây 40, quần eo nhỏ nhất 17 luôn, 17 quần. Rồi 300 luôn, mã số 4. Rồi mã số 5 sâm núi trái luôn. Lên xù luôn nghe cô anh chị, cái này lên xù rồi nè. Cái này hồi đó làm chiếc sâm xù á nghe cô anh chị, mà bây giờ thôi bán sâm thường thôi. Chiều bay ra đây 35. Đó, có cây này lên xù nè. Hoành eo 16. Lên xù nghe cô anh chị. Đó, lên một cục xù bự ha. Có cây này lên nè. Hồi đó em chiếc sâm xù, bây giờ em bán sâm thường đi. Rồi mã số 5 300 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 6. Mã số 6 cũng là sâm núi trái luôn, em bao sâm trái luôn anh chị. Đây bay ra đây 35. Quần eo nhỏ nhất 16 luôn. Củ đế đẹp ha, củ đế đó em gói nghe anh chị. Củ này gói không ha, gói cũ ha. Rồi mã số 6 300 luôn, bao sống bao ship. Mã số 7 sâm núi trái luôn nghe anh chị. Cây già dữ lắm rồi, cái lô này già cây. Chiều bay 30. Quần eo 17 luôn. 16 đi, tính 16 đi. 17 gửi, 16 gửi. Rồi mã số 7 này 200 gửi, bao sống bao ship. Em bóp cái tay của chú chị nhìn biết ra cái hoành đó ha. Đều gan nha, bóp tay không giáp ha. Cái này chơi tông cao nha anh chị. Đó. Cái này mã số 8, chiều cao 41. Quần eo 17 luôn. Rồi mã số 8 này 200 gửi à, bao sống bao ship. Củ đế thì em bao ha, bao củ đế. Cây củ đế đẹp không ha. Mã số 9. Số 9 cây sâm núi trái luôn. Chiều cao 33. Quần eo nhỏ nhất 17 luôn, 17 quần. Đó. Rồi 200 gửi luôn mã số 9, 250.000. Rồi mã số 10. Đó, số 10 cây lùng lực luôn ha. Chiều cao 30. Quần eo 15. Đó. Rồi mã số 10 200 gửi luôn, bao sống bao ship, sâm núi trái. Rồi mã số 11. 11 cây trực ha. Chiều cao 25. Quần eo 15 luôn, 15 quần. Rồi cái này 200 à, mã số 11 200. Rồi mã số 12. Mã số 12 cây sâm núi trái luôn, cái nồi đế quá xá ha anh chị. Nó đặc đẹp ha. Chiều cao 26. Quần eo nhỏ nhất 17 luôn. 7 hoành ha.
Đó. Rồi cái mã số 12 250, bao sống bao ship, sâm núi trái. Rồi mã số 13. Sâm núi trái luôn. Chiều cao 30. Bạn em nhỏ nhất 15. 200 mà, mã số 13, 200 bao sống bao ship. Cái này cô chú anh chị có mua rồi ha. Cái lô này nó nằm trong bộ nha anh chị, từ nhỏ. Vì mình để nguyên cái chậu vậy á, mình chừng nào nó ra tược mạnh mình hái rút chậu nha anh chị. Em nhắc lại ha, nó già lá và ra bông rồi mình hái rút chậu cho nó an toàn. Chiều cao 30, cái này mã số 14. Vành 13, cái này 200 luôn, bao sống bao ship. Mã số 15, đó. Mã số 15 cây sâm núi trái luôn. Chiều cao 36. Bọn em đo tuốt trên đây là bọn em 13 đây. 13 của anh. Rồi cái mã số 15 này 200 mà, bao sống bao ship. Rồi cái mã số 16, sâm núi trái luôn. Cái này tông cao ha, ai thích cao chơi cây này. Cái này chiều cao 39. Cái vành cái cục cái này là em đo là 15 ha. Rồi mã số 16 này 200 mà, bao sống bao ship. Rồi mã số 17, sâm núi trái luôn. Em bao sâm trái nha, em nhắc lại cho anh chị. Lô này dài cây dữ lắm mà nó móc meo hết trời. Chiều cao 35. Vành eo 13 luôn, 200 luôn, mã số 17, 200. Rồi mã số 18 em lên cốc thái siêu trái nha anh chị, lô này lớn ha. Lớn là lô lớn cây ha anh chị. Nó cô chú cho nhìn biết ha. Cốc thái này em cũng đã xử lý ra rễ rồi, em vô bầu sạch sẽ cho ha. Cô chú anh chị kia để nguyên vậy, ngày nào ra tược mạnh mình hái cắt chậu ha. Cây bên em hoàn toàn là để nguyên chậu mình em xử lý hết rồi. Cây trang cây gì cũng xử lý hết. Cô chú anh chị cứ để vậy ha. Số này 18 cây cốc thái siêu trái. Chiều cao 47. Quần eo này 23 luôn ha. Cây rất là to nha chị, bóp tay của chú gì nhìn biết ha. Quái cây ha. Nồi đế đặt luôn ha. Rồi mã số 18 này 450. Ủa mà 500 xin lỗi. Mã số 18 là 500 bao sống bao ship. Lộn rồi. Cây 19 này 450. Rồi mã số 19. Cốc thái siêu trái luôn. Cây rất đẹp nha anh chị. Chiều cao là 54. Quần eo 20. 20 hoành ha, rất to nha anh chị. Lô này thì cây to không ha. Rồi mã số 19 này 450, 450.000 bao sống bao ship. Cốc thái của chú anh chị cũng biết ha, dễ sống dữ lắm, nó nhiều hay mì vậy đó. Rất là dễ sống. Ra bông ra tược rồi ra trái liền nha. Em bao trong vòng 1 tháng là có trái liền. Này nó ra bông ra tược là có trái liền á. Cây này mã số 20, chiều cao là 36. Hoành eo 23 luôn, rất to ha. Rồi mã số 20 này 400, bao sống bao ship. Còn mã số 21, cốc thái siêu trái luôn. Cốc thái viên nha anh chị, em nhắc lại ha. Cốc thái này em bao cốc thái viên nha. Còn cái này nồi để đặt ha. Mã số 21. Quái cây ha, chiều cao 35. Lên xù xì luôn rồi. Dài. Quả này 19, to ha, nồi đế nè. Quẹo ha. Rồi cái mã số 21 này 400, bao sống bao ship. Rồi mã số 22, cốc thái siêu trái luôn. Cái này hình thú ha anh chị. Thân quái ha. Cốc này bé thân này kiểu này nó cũng khó làm lắm nha anh chị. Chiều cao 41, cây này mã số 22. Quần eo nhỏ nhất 18. Cái cục chỗ này là 21 luôn nè ha. Có con rễ bự ra đây ha, rất đẹp. Rồi mã số 22 là 400, bao sống bao ship. Rồi mã số 23, cốc thái siêu trái luôn. Lô này lớn nha anh chị, lớn cây không ha. Số 23. Số 23 chiều cao 42. Đó. Cục chỗ này là 23 luôn. Nè, cục rất to nha anh chị. Rồi số 23 là 400, bao sống bao ship. Rồi số 24, cốc thái siêu trái luôn. Cái này đẹp ha. Quái cây nha anh chị. Số 24, số 24 chiều cao 35. Cái này to ha. Quần eo 24 luôn. 24 quần em bóp tay cho nhìn biết nữa ha. Rồi mã số 24 này 400 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 25. Số 25. Lắc lượng nha anh chị. Cái này lùng lực nha. Mã số 25. Chiều cao là 30 à. Hoành eo đây 24 luôn ha. To ha. Đế em bao đế. Rồi mã số 25 400. Bao sống bao ship. Nhắc lại số điện thoại của em cái nữa nha anh chị. Số điện thoại Zalo cây kiển của nhà vườn Quỳnh Trứng em là 0907677273. Đó là Zalo của em. Mong cô chú anh chị ủng hộ lúc này ha. Rồi mã số 26. Cốc thái siêu trái luôn. Cốc thái viên nghe anh chị. Em nhắc lại ha. Cốc thái siêu trái.
Cái này chiều cao 30, nó có con rễ bự đi xuống đây ha, quái cây ha. Còn eo ngay chỗ này là 20, 21. Nó tốt trên eo nhỏ trên đây là 18. To ha, có con rễ bự đi xuống rồi, quái cây ha. Rồi số 26 400, bao sống bao ship, cốc Thái. Cốc này em nhắc lại là nó dễ sống dữ lắm nha anh chị. Nó ra ra tược, ra bông là ra trái liền nha. Trái dữ lắm, trái, trái gãy nhánh luôn á. Rồi số 27, đây bay ra đây là 35. Quanh eo chỗ này 20, to ha, cục to ha. Có con rễ bự đây nữa. Rồi mã số 27 này cũng 400 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 28 cốc Thái siêu trái luôn. Cốc này lô này về cây lớn mà đẹp cây không nha anh chị. Mã số 28, chiều cao 36. Quanh eo nhỏ nhất 19 luôn, 19 hoành luôn ha, nè, to nha anh chị. Rồi mã số 28 400 luôn. Rồi mã số 29. Đó, cái này rồi, này nồi đế khủng rồi nè. 29 cây góc Thái luôn. Chiều cao là 30. Quanh eo nhỏ chỗ này là 17. Xích xuống đây chút là 25 luôn nha, nở nha. Rồi 400 mã số 29. Rồi mã số 30 góc Thái siêu trái luôn. Thân đẹp ha anh chị. Già cây rồi, cái lô này già cây rồi. Mã số 30, chiều bay ra đây là 36. Quần eo nhỏ nhất 19. Đó, quần eo 19 nha anh chị. Rồi mã số 30 này 350 à. Bao sống bao ship 350.000. Rồi mã số 31, cốc Thái luôn. Nhắc lại nha, cái loại cốc Thái này dễ sống dữ lắm nha anh chị. Rất là dễ sống. Vậy cô chú anh chị cứ để nguyên cái bầu nào ra tược mạnh ra bông rồi mình hãy cắt bầu mình thay anh em, nhắc lại ha. Cái này chiều cao 39. Cái này cốc mã số này mã số 31, cô hoành 16. Rồi cái này 350 luôn, mã số 31. Rồi mã số 32, cốc Thái siêu trái luôn. Chiều cao 35. Quần eo nhỏ nhất là 21 luôn ha. Quần 21 là to ha anh chị. Rồi mã số 32 là 350 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 33, cốc Thái siêu trái luôn. Chiều cao 40. Cái này mình để bàn nó buông trái xuống một cái ha, đẹp lắm nha anh chị. Chiều cao 10, ố cái hoành 16. Mã số 33. Mã số 33 có giá là 350 luôn, bao sống bao ship. Cái này ra trái thì nhìn đẹp lắm nha. Trái dữ lắm trái. Trái mình hái mà hổm bứng hái mà cả bao nha anh chị. Trái dữ lắm, em bao trái. Rồi mã số 34, cốc Thái siêu trái luôn. Cái này quái cây ha. Chiều cao là 31. Cái này nhỏ mà quái cây ha, hoành eo 13 à. 13 mà quái ha. Rồi cái này 300 nha anh chị, 300 à. Mã số 34. Rồi mã số 35. Đó, mã số 35 cũng là cốc Thái siêu trái luôn. Cái này nhỏ mà quái ha. Chiều cao 26. Hoành eo nhỏ nó là 11 à. 10 à, hoành 10 à. Rồi mã số 35 là 200 à, bao sống bao ship, cốc Thái. Rồi mã số 36, nó cốc Thái siêu trái luôn. Chiều cao là 28. Quần eo nhỏ là 13. 200 mà mã số 36, 200 luôn. Rồi mã số 37 em lên Linh Sam 86 zin nha anh chị. Không có mấy cái lớn ha. Này Linh Sam 86 zin nha. Cái này có chiều cao 38. Đó, hoành eo to ha, hoành eo 30 nha. 30 hoành, rất to. Rồi cái này mã số 37 là 450. Cái Linh Sam 86 zin. Rồi mã số 38 Linh Sam 86 zin luôn. Đó. To nha anh chị. Chiều cao là 32. Hoành eo nó 32 luôn. Tính 30 luôn đi cho nó chẳng. Rồi mã số 38 thì 450 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 39 thì cây Lâm Tham 86 lùng lực ha anh chị. Cây này lùng lực nha, búp măng ha, rất đẹp ha. Chiều cao 23, hoành eo 30 luôn. Đó, hoành 30 là không có nhỏ nha anh chị, rất to ha. Rồi mã số 39 thì 400, bao sống bao ship, Linh Sam 86 zin nha. Rồi mã số 40 đó, Linh Sam 86 zin luôn nha. Đó, lùng lực luôn. Chiều cao là 20 à. Cái này lùng ha.
nó cái hoành cục thịt của nó 35 luôn, gắt to anh chị. Rồi số 40 là 400 luôn, bao sống bao ship. Cái linh sam 86 viên. Rồi số 41. Đó. Cái linh sam luôn. 86 viên nha anh chị, 86 nha, nhắc lại nha. Bông tím rất đẹp. Bông màu tím ha mà xiên bông dữ lắm. Chiều cao 31. Cái hoành eo nó 36 luôn. Quá to ha. 36 hoành. Rất to. Rồi số 41 này 400 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 42, cái linh sam 86 viên luôn. Chiều cao 36. Quần eo nhỏ nhất là 29 ha. Đó. 300 mã số 42. Rồi mã số 43, linh sam 86 viên luôn. Chiều cao là 33. Quần eo nhỏ nhất là 27. 300 mã số 43. Rồi mã số 44 lên cây trăng đỏ xưa anh chị. Trang này dòng trang hàng rào ha, già cây rồi. Đó, cây lắc lượng rất đẹp ha. Mã số 44, cây trăng đỏ lá nhỏ nha anh chị. Chiều cao là 65. Cái này đồng màu đỏ lá nhỏ nha. Già lên tới chi cành trên luôn cho anh chị nhìn biết ha. Già cây lắm rồi. Hoành eo nhỏ nhất 20. Đó, hoành 20 ha. Củ nở chỗ này là 32, 33 luôn. Rồi mã số 444 là cây trăng đỏ này em giao lưu của chú anh chị là 450 ngàn. Rồi mã số 45 trăng đỏ lá nhỏ luôn, hai cây ha, có hai cây đỏ già cây. Số 45, mã số 45 chiều cao 31, hoành eo cây nhỏ trong đây là 19 ha, có chi tử nữa nghe anh chị. Cái nồi để đặt của nó là 41 luôn ha, cây già nghe anh chị. Rồi mã số 45 này 400 mà bao sống bao ship. Rồi mã số 46 lên cặp nha anh chị. Trang vàng lá nhỏ. Đó, nãy đỏ này vàng nha. Mấy cái này lên mượt tượt mập hết trơn ha. Một lù ha. Cái này em đo cái cũ thôi em chị. Cặp này 300 nè. Trang vàng. Cái hoành cái cũ của nó là 37 nè, em bóp tay của chú chị nhìn biết ha, to ha. Đó cái hoành cái nữa. Cái hoành nó khoảng 16 nghe anh chị. Chiều cao là 25. Cặp về 300 nè, mã số 36. Một cặp 300 nha, trang vàng lá nhỏ. Ủa 46 xin lỗi. 47. Cái này 47. Nó vàng lá nhỏ luôn. Ra mầm sống khỏe nha anh chị. Củ đế thì em bao to nè. Mấy cái này không có giá trị, em không nhiều tiền em bóp vậy cô chú vậy nhìn biết ha. Nó rất to nha. Khỏi đòi ha. Đó, cao khoảng 2 tấc à. Rồi mã số 47 này cặp 300 luôn, bao sống bao ship. Em xử lý rễ cho cô chú vậy yên tâm ha. Ra mầm sống khỏe rồi. Rồi mã số 48. Trang vàng luôn. Đó. Đó, cặp gì cũng 300 luôn nha anh chị. Nè, to ha. Nó đo hoành lại cái nữa nha. Chiều cao là 20 rồi. Đó. Nó hoành 18 luôn nha. Mà cũng rất to ha. Rồi số 48 300 à. Ba sống ship. Rồi mã số 49 lên cây sam hương Đài Loan nha anh chị. Ra mầm sống khỏe luôn. Đó, sam hương Đài Loan. Sam hương Đài Loan là chiều cao 41. Hoành eo nhỏ nhất chỗ này nó là 23 hoành. Nồi đế hai tay bóp không xi nhê vậy nha. Rồi 300 ở số 49 300, ba sống và ship. Rồi số 50. Đó, 50 cây sam hương Đài Loan luôn. Ra mầm sống khỏe ha. Sam hương Đài Loan này nó lặt lá càng nhỏ lá nha anh chị. Các chú chị có chơi rồi biết ha. Thơm lắm. Chiều cao 35. Hoành eo 25 luôn. Đó. Tính 24 luôn đây. Năm mã số 50 này cũng 300 luôn. Bao sống bao ship. Rồi bạn nghĩ đi bà. Để con bưng. Rồi số 51 lên cây chân tàn nha anh chị. Ủa cưa rồi. Em lên hồng phấn xưa nha anh chị. Đó, hồng phấn xưa. Không còn vài cây hồng phấn xưa nữa hết thì anh chị, lắc lượng thân già lắc lượng. Số 51. 51 chiều cao 1m1. 8.075. Hồng phấn xưa thì cái màu nó nhìn nó cổ nha anh chị. Chứ nó cái màu nó nhìn cổ vậy đó. Ai chơi hồng phấn xưa này biết ha. Nhìn cây cổ lắm. Thằng lắc lượng luôn chiều. Cái thót thân của nó là 33. Hoành eo nó là 18 hoành. Rất là to ha. Rất là già cây nha anh chị. Còn số 51 500. Bao sống bao ship. Rồi mã số 52 em lên cây chân vàng ha. Đó chân vàng lá nhỏ.
Cây này mấy cây này cũng hàng xưa không nha chị, hàng khai thác không à, không có hàng công nghiệp. Rồi mã số 52, chân vàng luôn. Tán cao, thoát thân cao, tán dù. Chiều cao là 1 m. Tán ngang là 70. Cái độ thoát thân của nó là 55. Cái hoành nó là 19 hoành nha anh chị. Đó. 19 hoành ha. Cây già. Thoát thân cao luôn ha. Có đế luôn nghe anh chị. Vì mình khai thác thêm. 52 500, bao sóng bao ship, chân vàng. Đó. Số 53 cây chân trắng. Đó. Chân trắng lá nhỏ nha anh chị. Hoàn toàn bên em bán là lá nhỏ không ha. Số 53. Chiều cao 90. Tán ngang 55. Chân trắng. Bông chân trắng ha. Rồi, trắng tinh mơ nha anh chị. Lá nhỏ nha, xiên bông dữ lắm. Thân già lắc lượng luôn. Hoành 12 luôn. 12 hoành. Rồi 450. 450.000 cái số 53. Rồi mã số 54, em lên cây cam cà gót cho anh chị, cây thừng chậu sống khỏe ha. Đó. Cây này cái dòng này nó xiên bông mà nó mạnh cây dữ lắm nha anh chị. Bông lên búp lên lự hết trơn. Cam cà gót màu này dạ quang hai màu rất là đẹp ha. Chiều cao 70. Lùng lực luôn, tán ngang 70 luôn. Đó. Bông này rất là đẹp nha anh chị, nó hai màu luôn. Cô chú anh chị có chơi rồi biết cái màu này rất là đẹp. Mà cây nó rất là mạnh. Số 54 nha anh chị. Cam mà gót. Hoành eo 11 ha, 11 hoành. 400 à, cây thần chậu sống khỏe em nhắc lại nha. Cây thần chậu sống khỏe. Có chậu là cây thần chậu á. Số 54. Số 54 400 nha anh chị. Mà số 55, cây hồng phấn phất tím thần chậu luôn. Có mấy cây này thừng chậu không à. Không có tím này lên bông dữ lắm nghe anh chị. Bông dữ lắm. Bông đang lên. Cây này cái form lùng lực đẹp luôn nha anh chị. Cây này chiều cao là 80. Bông hồng phấn có tím thì nó đẹp dữ lắm. Sáng dữ lắm. Tán ngang 50. Ủa. Tán ngang 50 đúng rồi. Cái hoành eo nó 11 luôn ha. Thấp thân đẹp luôn. Rồi 400 số 55. Cây này rất đẹp nha anh chị. Rồi số 56 em lên cây hồng phấn lá chung ha. Hồng phấn lá chung thoát thân cao tán dù rất đẹp nha anh chị. Ồ cây này bữa nay lên bông quá đẹp ha. Đó, hồng phấn lá chung. Lá chung nha anh chị. Cây này chiều cao là 90. Tán ngang là 70. Đó. Cái độ thoát thân của nó là 35, ủa 37. Cái hoành 11 luôn. Đó, thoát thân cao sạch đẹp ha. Đế luôn nha anh chị. Rồi mã số 56 là 400 luôn, bao sóng bao ship, tàn trồng do ha. Bông đang lên rất nhiều, cây thần chậu sống khỏe. Rồi mã số 57, 57 em lên cặp vàng lá sắn nha anh chị. Đó. Trang vàng lá sắn. Rất đẹp ha. Tàn tròn đều đẹp. Này trồng trong chậu bây giờ nó già cây mà nó không có lớn hoành nha anh chị. Cái này có chiều cao là 45, tán ngang 40. Cái này để bàn nha, rất đẹp anh chị. Cái bông thì bông nó như vàng Pháp vậy đó ha. Rất đẹp này, nó lai vàng Pháp. Vàng Pháp nói chung á. Cái hoành nó 10 à anh chị, hoành 10 à. Đế có luôn nha. Rồi cặp về 400.000 ha, bao sống là ship. 400.000 một cặp. Rồi mã số 58 cũng vàng lá sắn luôn. Đó. Vàng lá sắn luôn. Cũng cặp về cũng 400.000 luôn nha anh chị. Nó cũng bằng như mới nãy ha. Đó, cái gì nhìn biết ha. Nó vàng lá sắn là nó hay lên hai màu ha, màu đỏ màu vàng vậy đó. Nó xiên bông dữ lắm. Rồi cặp mặt nó 58 này một cặp gì cũng 400 luôn, bao sống bao ship, cũng là cây cuối clip của em ha. Dạ cuối clip cũng chúc cô chú anh chị có một buổi xem kênh là TK vui vẻ ha. Chọn cho mình những cây mình thích ha. Xin chào và hẹn gặp clip sau.